Vấn nạn bán hàng rong đã tồn tại tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu hàng chục năm qua, mặc dù Công an tỉnh, Sở Y tế, chính quyền thành phố Bạc Liêu đã mở chiến dịch nhằm xóa bỏ tình trạng mua bán này, nhưng cũng chỉ như bắt cóc bỏ dĩa, không được bao lâu, các đối tượng bán hàng rong vẫn ngang nhiên hoạt động, xem thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự xã hội. Thời gian gần đây, vấn nạn này diễn biến ngày càng phức tạp, các đối tượng ngày càng manh động, bất chấp sự ngăn cản của lực lượng bảo vệ, xông thẳng vào bên trong bệnh viện, chửi bới, hăm dọa bác sĩ, nhân viên y tế và đánh nhân viên bảo vệ làm nhiệm vụ. Những sự việc xảy ra trong giờ làm việc để lại hình ảnh phản cảm, xem thường pháp luật, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho lực lượng làm nhiệm vụ phân luồng khai báo y tế tại cổng. Điển hình là vào khoảng hơn 3 giờ ngày 11 tháng 6 năm 2021, có một đối tượng bất chấp sự ngăn cản bảo vệ, ngang nhiên chống cự, dùng những lời lẽ xúc phạm và đánh lực lượng bảo vệ để vào bệnh viện buôn bán. Hay lúc hơn 7 giờ ngày 11 tháng 6 năm 2021, một đối tượng lẻn vào khoa nội tổng hợp tầng 1. Khi đi ra, nhưng cửa đã khóa, nên đối tượng này đã dùng keo dán sắt đổ vào nhằm phá hoại tài sản. Còn vụ việc xảy ra lúc hơn 9 giờ ngày 11 tháng 6 năm 2021, thêm một đối tượng khi vào bệnh viện bằng xe mô tô chở đồ vào bệnh viện buôn bán. Khi lực lượng bảo vệ ngăn chặn, nhưng đối tượng vẫn bất chấp, ngang nhiên chạy thẳng vào bên trong bệnh viện. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, để thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bắt buộc, góp phần kiểm soát tốt tình hình dịch chung, không để xảy ra các hành vi tương tự, hạn chế đối tượng buôn bán hàng rong di chuyển vào trong khuôn viên bệnh viện. Và đây có thể là một trong những nguyên nhân phát tán nguồn lây nhiễm. Bệnh viện đã kiến nghị Công an thành phố Bạc Liêu, Công an phường 3 đề nghị hỗ trợ giúp đỡ lực lượng bảo vệ bệnh viện, phân công cán bộ phối hợp xử lý kịp thời, tránh để xảy ra những hậu quả đáng tiếc. Hiện nay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu có hơn 10 đối tượng bán hàng rong. Họ vào bệnh viện bán nước uống, vật dụng cá nhân, thẻ cào điện thoại di động. Họ để hàng quá dưới gầm cầu thang, lan can và lâu lâu lại xách đi, vào tận buồng bệnh rao bán. Từ 3 đến 4 giờ sáng, nhiều bệnh nhân đã bị đánh thức bởi những tiếng rao bán của những người hàng rong. Tiếng cự cãi tranh giành mua bán gây mất trật tự, rất phản cảm ở nơi mà bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Điều này gây tâm lý phiền toái, ức chế cho không ít bệnh nhân. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nếu không giải quyết triệt để vấn nạn hàng rong trong bệnh viện sẽ tạo ra một kẽ hở lớn, mầm bệnh có thể phát tán vào đây thì hậu quả thật khôn lường.